Quý khán thính giả đang đến với chương trình Khoa học Kỹ thuật hàng tuần của đài IBC TV được phát hình trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California. Và quý vị đừng quên like và subscribe cho trang Facebook IBC TV và YouTube IBC TV Official để đón xem rất nhiều những chương trình được cập nhật liên tục hàng ngày. Và chương trình hôm nay như thường lệ sẽ do Tuyết Nha và chị Tuyết Anh phụ trách. Tuyết Nha xin chào chị Tuyết Anh. Một lần nữa chào Tuyết Nha và chào khán giả của đài IBC. Dạ vâng. Dạ, và thưa quý vị, chúng ta đến với cái bản tin đầu tiên liên quan tới tập đoàn Google. Google đã tiết lộ một loại điện thoại có thể gặp lại mới và tính năng AI tìm kiếm. Google của Alphabet Inc. đã tung ra nhiều trí tuệ nhân tạo hơn cho sản phẩm tìm kiếm cốt lõi của mình, với hy vọng tạo ra một sự phấn khích của người tiêu dùng giống như bản cập nhật của Microsoft Corporation cho công cụ tìm kiếm đối thủ Bing trong những tháng gần đây. Tại hội nghị I/O hàng năm ở Mountain View, California vào ngày 10 tới tháng 5, tập đoàn Google Incorporated đã giới thiệu một phiên bản mới của công cụ trùng tên, được gọi là trải nghiệm sáng tạo tìm kiếm Google được tân trang lại có thể tạo ra câu trả lời cho những truy vấn mở, trong khi giữ lại danh sách liên kết tới web có thể nhận biết được. Sundar Pichai, giám đốc điều hành của Alphabet cho biết tại sự kiện, Google đang tích hợp trí thông minh nhân tạo tổng quát và tìm kiếm cũng như vào sản phẩm Gmail, có thể tạo ra một tin nhắn nháp và Google Photos, có thể thay đổi hình ảnh là giữa những các hình với nhau và tô màu trong không gian trống. Cổ phiếu Alphabet đã lập tức tăng 4%. Và nó đã tăng 26% từ đầu năm tới nay so với mức 8% của chỉ số S&P 500 trong cùng khung thời gian. Chủ tịch Katie Edwards cho biết trong một cuộc phỏng vấn, người tiêu dùng Hoa Kỳ có quyền truy cập vào trải nghiệm sáng tạo tìm kiếm trong những tuần tới đây thông qua danh sách chờ, một giai đoạn thử nghiệm mà trong đó Google giám sát về chất lượng, tốc độ và chi phí kết quả tìm kiếm. Bước đột phá của Google vào lĩnh vực được gọi là AI tổng quát xuất hiện sau khi công ty khởi nghiệp OpenAI giới thiệu ChatGPT. Chatbot đáng yêu của Silicon đã khởi động một cuộc chạy đua tài trợ khốc liệt giữa đối thủ cạnh tranh. AI sáng tạo có thể sử dụng dữ liệu trong quá khứ tạo nội dung hoàn toàn mới như văn bản, hình ảnh và mã software được định dạng đầy đủ. Không, nhưng mà Google phải nên ra, tại vì Google bây giờ nó có quá nhiều thông tin đi không? Cho nên rằng là thường thường á, là những cái phone khác giống như Samsung nè, Apple nè, là mượn những cái software của Google. Cho nên bây giờ đó là nếu mà có ai có cái phone của Google thì là mình gọi là mình có everything. Dạ, họ sẽ tích hợp rất là nhiều ở trong đó luôn, nhiều cái tính năng mà bây giờ còn bonus thêm mà những cái tính năng reasonable, liên quan tới trí thông minh nhân tạo nữa. Dạ. Cái giá nó cũng nhưng mà nói vậy đó. Thôi thì nó cũng cạnh tranh thôi, nhưng mà nhà nghĩ về cái vấn đề mà phone á, về cái tính năng mà tìm kiếm cái search engine á, thì Google the best hiện nay. Đúng. Nhưng mà về cái vấn đề mà phone này kia thì cạnh tranh với Apple hay là Samsung thì vẫn chưa có phổ biến bằng. Đó là theo em nghĩ, cá nhân em nghĩ vậy. Thì thực sự là giống như bây giờ cái gặp này là hình như là của Samsung ha. Samsung nó ra hình như là đầu tiên ra Samsung. Nhưng mà tụi anh nghĩ rằng là đó, nếu mà ai đã xài quen với những cái phone thì dĩ nhiên mình trước giờ mình vẫn nói rằng là mình yêu chuộng Apple, không biết tại sao mình quảng cáo free cho Apple. Mê. Nhưng mà từ trước tới giờ là từ cái version Galaxy, từ cái version 2. Chị xài từ version 2 tới bây giờ. Hình như nó từ cái 3 đó. Cái 3 rồi 4 5 6 7 8 đó. Cái 1 là cái đúng rồi, chị nhớ lâu lắm rồi, cái là cái bằng cái bầu lên. Cái bầu lên là 3, nhưng mà có đó 2 rồi, có 2 với 3 là cái bầu. Ba là cái bầu, cho nên rằng là chị nhớ xài tới bây giờ luôn, cho nên thành một cái thói quen. Nhưng mà thực sự theo chị nghĩ đó là cái phone của Google á, nó cũng làm những cái function y chang như vậy thôi. Và dĩ nhiên rằng là nó có những cái mà nó dành riêng cho Google, nó block lại những cái phone khác, nó không cho vô. Nhưng mà nếu mà cân như là nhà nói rằng cái này xài thì chị tự thấy rằng là yes, hoặc là có thể là mình dùng cái đó nó như là một cái notebook á, bự, thì mình xài nó rất là tiện. Nhưng mà by the way thì bây giờ mình xài cái giống như iPad nó cũng đầy đủ. Nó cũng có những cái chức năng này. Rồi iPad nó có thêm iPad mini đó. Nó nhỏ gọn cho mọi người có thể dễ cầm theo trong lòng bàn tay. Cho nên đó lý do rằng là càng ngày càng mình phải cần update lên những cái đó, giống như là giờ, giống như là cái trí thông minh nhân tạo. Trời, ở đâu cũng thấy cái trí thông minh nhân tạo hết trơn. Ở đâu bây giờ đó là bây giờ bắt đầu mình đem hai đứa mình cất cái trí thông minh của mình vô, mình xài. Vào,
của nhân tạo. Có tiền để mua internet thông minh nhân tạo để lắp vô không? Đó, bởi vậy thôi mình xài của mình đi. Có nhiều xài với nhiều. tính nói thôi để cất cái lại bỏ dấu. Bỏ vô safety box đúng không? Tại vì nhà có safety box, bỏ vô. Gỡ vô. Bỏ rồi, cũng gỡ bỏ ra luôn rồi. Giờ dẹp hết rồi. Dạ vâng. Không còn gì nữa cả. Bỏ trong safety box. Tính đi qua nhà gửi. Tại nó có safety box nó cũng kỹ, cất vào để mình không, xài. Không, cái safety box đi đâu mình bưng theo được không? Được không? Không biết nữa, chưa xài bây giờ không. Safety box mà bưng theo là cũng hơi bị nặng rồi nha. Dạ, muscle sẽ tăng lên đó. Dạ vâng, thì bây mà giờ thật là... sự thì bây giờ cũng không có ai, nói nhà cũng nghĩ ít ai mà xài cái safety box ở nhà nhỉ? Phải không? Có cái gì đâu ở nhà. Ừ. Tới bây giờ đó em thì chỉ có mấy thùng mì gói thôi, thì em đã bỏ camera để chỉ vô cái thùng mì gói rồi đúng không? Rồi mì gói thì mỗi tháng mình phải refill. Cái thứ quý vị để nói cho quý vị hiểu một chút xíu là như vậy nè. Cái lúc mà tới nhà Nha đó thì thấy gắn camera đầy hết trơn á, cũng dữ dội lắm. Mình nói chỗ nhà cô này cũng cửa security nẻo này kia ha. Cửa nẻo cũng ghê gớm lắm. Nhưng mà xong rồi cái mình thấy rằng là ủa cái chiều của camera, tất cả đều hướng về một điểm. Xong rồi ủa sao đây có cái thùng mì gói, mà tại sao camera đấy là sao lại mình khao hả? Hay là khách tới nhà xin một cái là khao coi là có ai ăn bao nhiêu gói hay xong rồi tại sao phải bảo vệ cái thùng mì gói một cách mà triệt để như vậy? Do đó, điều đó chứng tỏ là thùng mì gói rất quan trọng với em và cuộc đời của em thì thế không? Chỉ rồi, có nhiều đó thôi. Rồi bây giờ là có bắt đầu mình phát hiện ra rằng là trong nhà đó có một cái gọi rằng là cái đường hầm nhỏ và bỏ luôn, cái safety box trong đó. Trời ơi, nguy hiểm quá vậy. Nguy hiểm quá giờ. Bây giờ cổ thấy rằng là cái mì gói sẽ bị hao hụt mặc dù có camera ở đó, cho nên cổ lại bỏ trong cái safety box. Đó là lý do. Mình nên đi nào kể chuyện hài đó nó mới hợp vậy tại. Thôi bây giờ chúng ta qua cái bản tin khác đi. Chứ nói một hồi á là thành ra là nguy hiểm vô cùng đúng không? Có thùng mì gói mà bảo vệ vô vàng. Thưa quý vị, và bản tin tiếp theo liên quan tới bức tượng tháp không rỉ do AI tạo ra được trưng bày tại Stockholm. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và kiệt tác cũ đã tạo ra bức tượng bất khả thi hiện nay được trưng bày tại Stockholm. Bức tượng bằng thép không rỉ nặng tới 500 kg, cao 150 cm, được tạo ra bằng những tiến bộ mới nhất trong AI, giải pháp software tiên tiến và sản xuất chính xác dựa trên những tác phẩm của những nghệ sĩ như là Michelangelo và Auguste Rodin, hiện nay được trưng bày tại Viện Bảo tàng Khoa học Công nghệ tại Stockholm, nơi nó là một phần của triển lãm AI thường niên. Công ty đứng sau bức tượng là công cụ cắt kim loại và nhà sản xuất thiết bị khai thác mỏ Thụy Điển Sandvik. Họ muốn thể hiện kỹ năng sản xuất, kỹ thuật số và những công cụ gia công và cắt kim loại của mình. Nhà khoa học về máy điện toán Robert Luciani đã tạo ra bản thiết kế của trí thông minh nhân tạo của bức tượng này cho biết, nhiều thách thức là làm thế nào để lấy những tác phẩm của 5 nghệ sĩ khác nhau từ những thời đại khác nhau, rồi được kết hợp thành một tác phẩm nghệ thuật và sau đó sản xuất được. Sandvik cho biết bức tượng được thiết kế bằng cách đào tạo nhiều mô hình trí thông minh nhân tạo trên tác phẩm của 5 nhà điêu khắc, sử dụng một số thuộc tính nổi tiếng nhất của họ như là tư thế mất thăng bằng năng động của Michelangelo hay cơ bắp và khả năng phản chiếu của Rodin. Đó, đến độ là bây giờ trí thông minh nhân tạo quý vị thấy là kết hợp 5 người nghệ sĩ, 5 người, 5 tác phẩm để trở thành một tác phẩm mà có sự kết hợp của 5 người kia. Đó, họ có thể làm ra điêu khắc đến độ như vậy luôn đó thưa quý vị. Yes sir. Trời đó. Sao mình nhìn cái rồi mình cảm kinh thấy cảm kích dễ sợ. Họ làm ra rồi lập trình sau đó rồi làm sao để cho người ta nó thiết kế ra một cách rất là điêu luyện, khéo léo, không có bị hư hại, không có tì vết. Mà nó phải mang được những cái phong cách của những cái vị nghệ sĩ mà nó được thiết lập ở trong software. Đó. Nhưng mà chị tôi nghĩ nha, trong tương lai đó là có những cái gì mà nó mà handmade chắc là cái đó rất là quý. Không, cái đó là unit luôn, tại vì bây giờ đó là ai cũng làm máy móc hết rồi ha. Thí dụ như là trong tương lai, thí dụ về nha làm một cái gì đó mà từ cái giống như thủ công á, chị tôi nhớ rằng là gần đây á là có những cái thủ công mà đúng gọi rồi. Là handmade á, tự nhiên cái giá trị nó lại tăng lên, là tại vì mình giống như là mặc dù cái đó nó nhìn hơi thô một chút xíu nhưng mà nó có một cái giá trị mà giống như là chị tôi không biết nhưng mà người ta lại quý những đúng cái rồi. Handmade như vậy. Yep. Nhưng mà mình thực sự là rất là cảm kích nha, rất là hay. Hay dễ sợ. Đó, cái tác phẩm này là tác phẩm đã hoàn thiện và được trưng bày tại Viện Bảo tàng, kính thưa quý vị, là do trí thông minh nhân tạo đã điêu khắc lên. Công nhận rất là mình rất là
khâm phục ha. Dạ. Cái này vâng, và kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm dừng trong một vài giây lát để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Phần 2 sẽ quay trở lại với một số những bản tin về khoa học kỹ thuật khác cũng liên quan tới trí thông minh nhân tạo.